cái điều khó khăn nhất như ở trong cái đoạn sách có viết là cái sự nhận thức được cái sự khác biệt giữa cái bản thể và cá tính ấy, này nó cũng khó thật của thì đôi lúc cảm giác như nó bị đồng hóa giữa cái bản thể và cái cá tính. Có những lúc mình muốn nhận thức nhưng mình vẫn chưa có đủ cái nhận thức để mình tách được ra khi nào mình là cái cá tính của mình và là cái phần bản thể của mình ấy không. Chính xác, cả cái hành trình trong một cái kiếp sống của chúng ta đó là cái môi trường để cho chúng ta luyện tập và phân biệt bản ngã và bản thể của mình. Khi chúng ta đồng hóa mình với bản ngã, rất khó để cho chúng ta nhận diện ra rằng đó là bản ngã. Nếu chúng ta liên tục học về bản thân mình, hiểu về chính mình, nắm bắt được năng lượng của mình thì từ từ từng bước một chúng ta sẽ nhận diện ra đâu là năng lượng của bản ngã và đâu là năng lượng của bản thể. Một cái điểm thách thức á, là bản ngã của chúng ta nó có vô vàn các diện mạo khác nhau của nó thể hiện cái tính đa dạng phong phú của thế giới vật chất, và bản ngã của chúng ta thì nó có mặt ở khắp nơi trong thế giới vật chất. Bản thể của chúng ta thì nó chỉ ở cái trạng thái tuyệt đối của chính nó, mà trạng thái tuyệt đối biểu hiện của nó là hạnh phúc không điều kiện, tình yêu không điều kiện, giàu có không điều kiện, tài năng không điều kiện, ý thức vô tận. Chúng ta nắm bắt chắc cái phần của bản thể, nó cũng giúp cho chúng ta soi ra cái này có phải là của bản thể không. Vấn đề tình yêu, chúng ta còn đặt ra các điều kiện thì chỗ đó không phải là tình yêu của bản thể mà luôn là tình yêu của bản ngã. Như vậy thì mình sẽ phân biệt được cái nguồn năng lượng của mình để xem là khi nào nó là nguồn năng lượng bản thể, khi nào nó là nguồn năng lượng bản ngã không nhỉ? Đúng rồi. Để nhận thức được thì dần dần mình mới bắt đầu tách biệt được cái phần bản thể và bản ngã của mình đúng không? Đúng rồi, nên nó vẫn quay trở lại đầu tiên hết em phải có hiểu biết, sau cái hiểu biết đó là cái nhận biết, và sau cái nhận biết đó chính là chuyển hóa. Cái bộ ba đó nó phải luôn đi với nhau và nó luôn được mở rộng. Ngày hôm nay với cái hiểu biết của mình, em nhận diện ra một kiểu bản ngã của mình trong tình yêu. Khi chúng ta còn phân biệt rằng ô đây là gia đình tôi yêu gia đình mình, đứng về phương diện thế giới vật chất, thế giới xã hội, đây là chuyện rất bình thường. Bởi vì ai không yêu gia đình của mình? Vậy thì cái chỗ đó là chỗ tình yêu của bản ngã đó. Còn tình yêu của bản thể nó không phân biệt gia đình hay không gia đình, màu da nào, quốc gia nào, quốc tịch nào, ở chỗ nào, không quan trọng. Tình yêu vô điều kiện nó sẽ tuôn chảy khắp nơi. Chỉ cần một cái khía cạnh là tình yêu thôi đó, là chúng ta phải luyện tập và nhận diện cả đời rồi, còn chưa giải quyết hết được. Nói chi đến những cái khía cạnh khác nữa. Nếu chúng ta xây dựng một cái nền tảng trí tuệ đến một cái mức độ nó phóng chúng ta lên, có nghĩa là năng lượng của bản thể được giải phóng toàn bộ khỏi bản ngã, thì lúc đó chúng ta sẽ trở thành một với vũ trụ. Cái phần chân ngã của chúng ta sẽ lộ ra, và lúc đó chúng ta trở thành phiên bản của vô ngã.